Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục phê phim hóa, nơi mà chúng tôi phân tích các bộ phim chúng tôi nghĩ là hay. Và nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo thì hãy comment bên dưới. Thật ra cái kịch bản này tôi viết từ cái đợt mà Đào Phở Piano hot rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới thu âm. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ ở đây để phân tích về siêu phẩm điện ảnh thời chiến trong quá khứ, Mùi Cỏ Cháy. Đây là câu chuyện về Hoàng, Thành, Thăng và Long, bốn thanh niên là sinh viên của khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, tức là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bây giờ, xếp bút nghiên lên đường cầm súng, học người xưa đi cứu non sông. Hoàng, Thành, Thăng, Long tuy là sinh viên nhưng mà lại sinh vào thời chiến, nên là cũng như bao thanh thiếu niên thời bấy giờ, họ nghỉ học để tòng quân, bỏ lại sau lưng những ước mơ hoài bão tuổi trẻ. Khác với thời đại ngày nay, khi mà cái chủ nghĩa cá nhân được nâng cao thì vào thời chiến, tinh thần tập thể là thứ được ưu tiên hàng đầu, hy sinh bản thân vì một ngày mai thống nhất, vì một lý tưởng cao đẹp hơn, trở thành một cái hệ tư tưởng chứ không còn đơn thuần là một câu nói. Rất nhiều thanh thiếu niên đã lên đường đi lính, và có những cái gia đình có tới 7 người con nhưng đều nhập ngũ hết, tất cả là vì mong muốn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong khi con cháu của họ ngày nay thì lên mạng phân biệt vùng miền, cãi nhau xem là phở Bắc hay phở Nam ngon hơn. Quay trở lại với Mùi Cỏ Cháy thì bộ phim được ra mắt vào năm 2012, đạo diễn bởi nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hữu Mười, còn biên kịch thì là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bộ phim đã đạt được rất nhiều thành công, ấm một loạt giải thưởng. Mặc dù là xét về nhiều khía cạnh và nhất là mặt hình ảnh thì phim làm cũng chưa quá tốt, cảnh các chiến sĩ bơi qua dòng sông Thạch Hãn thì trông cũng khá là giả. Nhưng mà thôi cũng nên thông cảm, tại vì giống với Đào Phở Piano, Mùi Cỏ Cháy được sản xuất bởi hãng phim truyện Việt Nam, kinh phí là 5 tỷ đồng, và với kinh phí như thế thì chúng ta không thể đòi hỏi mấy cảnh chiến đấu ảo ma Canada, Avengers đại chiến ngoài hành tinh các thứ được. Cái mà phim làm tốt nhất là khía cạnh phản ánh hiện thực chiến tranh. Đã từng có một thời kỳ văn nghệ thuật của Việt Nam chỉ có những tác phẩm nói về nét đẹp của chiến tranh và tuyên truyền kêu gọi người dân tham gia kháng chiến, thậm chí là những cái tác phẩm phô bày hiện thực chiến tranh còn bị cấm lưu hành. Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và chúng ta từng học cấp 2, cấp 3, tôi không nhớ rõ lắm, thì cũng từng không được phép lưu hành, tại vì câu đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm có yếu tố là ủy mị tiểu tư sản. Cuốn tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh của nhà văn Bảo Ninh cũng từng phải có tên là Thân Phận Tình Yêu, tại vì chiến tranh thì phải là có sự bi tráng chứ không có nỗi buồn. Nhưng mà đó là thời xưa thôi, tại vì kể từ khi kháng chiến kết thúc và nhất là sau cải cách năm 1986 thì văn học nghệ thuật của Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện những tác phẩm mới, đa dạng chủ đề hơn, và những tác phẩm phản ánh hiện thực chiến tranh cũng ra đời. Mùi Cỏ Cháy là một trong những số đó. Mùi Cỏ Cháy đã khắc họa một thời kỳ chiến tranh kinh hoàng mà những anh hùng bàn phím như tôi với bạn thì sẽ không bao giờ hiểu được, nơi mà sinh mạng con người trở nên mong manh, những chiến sĩ ngày nào cũng phải đối mặt với cái chết, việc hôm nay cười nói vui vẻ mà hy sinh cũng là điều thường nhật. Nên là trong phân đoạn lúc Long, Thành, Thăng mới tới được thành cổ, nhìn thấy những người chiến sĩ khác đang mang theo xác của đồng đội, lại tưởng là quân mình định chuyển pháo đi đâu. Và hình ảnh người lính là một trong những hình ảnh được khắc họa chân thật nhất của Mùi Cỏ Cháy. Bốn nhân vật trong phim Hoàng, Thành, Thăng, Long sau khi chụp bức ảnh kỷ niệm cuối cùng tại công viên Thống Nhất đã rời nhà và chính thức trở thành người lính Cụ Hồ. Nhưng mà chiến tranh thì tàn khốc và không phải là cứ có đam mê thì sẽ sống được, nhất là khi mà bối cảnh bộ phim còn được đặt trong sự kiện thảm khốc nhất nước nhà, đó là mùa hè đỏ lửa aka chiến dịch xuân hè năm 1972, và trận thành cổ Quảng Trị được ví như cối xay thịt người. Số phận của bốn thanh niên này ngay từ đầu đã quá rõ ràng, nhưng mà thay vì viết một bộ phim chỉ toàn sự tăm tối thì biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã outplay nhận thức khán giả, tạo ra một cái loạt mở đầu siêu bình yên và hài hước. Hoàng, Thành, Thăng, Long được giới thiệu là những người bạn thân không rõ quen nhau từ bao giờ, nhưng mà từ mở đầu phim đã thấy cả bốn rất thân thiết. Bốn người mỗi người một tính cách nhưng mà vẫn luôn sát cánh bên nhau. Đầu tiên là Hoàng, thì là trung bình cha nhân văn trong mắt các chị em, thích làm thơ, xong rồi là có hai con sâu gióm đậu trên mặt. Tiếp theo là Thành, nhân tố tấu hài không thể thiếu trong các bộ phim. Thành thì hát hay và có tài là giả gái, nghe thì có vẻ hơi dị, nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì trong thời chiến cái việc một bộ đội giả gái để diễn văn nghệ là hoàn toàn bình thường. Thứ nhất là vì do không có con gái, và thứ hai là vì quá chán, và thời chiến thì chúng ta không thể chơi Free Fire hay là hóa thân thành nhà lữ hành khám phá Tây Vát được, nên là văn nghệ chính là cái thứ giải trí duy nhất mà họ có thể tận hưởng. Và cái người mà có thể tạo ra những âm thanh sống động giúp màn biểu diễn của Thành thêm phần hoành tráng là Long. Cây đàn guitar của Long ngoài tác dụng tán gái thì còn dùng để đánh trống, đệm đàn cho mấy màn hóa trang thị màu, cũng khá là hay. Và cuối cùng là Thăng, tên là Thăng nên là cũng Thăng luôn, mặc dù là thanh niên này không phải là người duy nhất tử. Theo cá nhân tôi thì nhân vật Thăng có hơi mờ nhạt, không được hài hước như Thành này, không có cái guitar để sĩ gái như Long, và không có cái vibe trung bình cho nhân văn của Hoàng. Nhưng mà chính vì thế thì cậu lại là người điềm tĩnh và lý trí nhất trong cả bốn. Trong một phân cảnh lúc đại đội chuẩn bị vượt sông Thạch Hãn ấy, thì trái ngược với sự đùa cợt của Long và Thành thì Thăng lại nghiêm túc hơn nhiều, thậm chí là lúc nghe Thành bảo không biết bơi thì cũng bình tĩnh đưa ra giải pháp để giải quyết tình huống. Nói chung là Hoàng, Thành, Thăng, Long phải đi chung với nhau thì mới thành cái F4 được. Mở đầu phim vui vẻ bao nhiêu thì tới tiền tuyến lại càng khó khăn bấy nhiêu. Trước khi ra tiền tuyến thì không chỉ Hoàng, Thành, Thăng, Long mà ai trong đại đội cũng vui vẻ, sẵn sàng tập luyện cực khổ, giúp đỡ đồng bào, chơi với trẻ em và tán gái, thậm chí là còn tham gia báo tường, sinh hoạt tiểu đội đại đội rất sôi nổi. Long thì mực hướng về chiến trường, háo hức sớm được chạm mặt quân địch. Nhưng mà sau khi tới nơi
nơi rồi, chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh thì mới thực sự sợ hãi. Năm mà cả bốn thanh niên này nhập ngũ là 1971. Lúc đấy thì Hiệp định Paris vẫn đang trong quá trình đàm phán và thường xuyên gặp bế tắc, chủ yếu là do tình trạng giằng co trên chiến trường ngày một khốc liệt, và người Mỹ thì giả vờ không hiểu tiếng Anh, nên là Hoàng Thành Thăng Long chưa thực sự phải ra tiền tuyến. Nhưng mà chuyện gì đến thì cũng phải đến. Năm 1972, khi mà tình hình chiến sự ngày càng leo thang, thì bốn thanh niên cũng chính thức được đưa tới tiền tuyến ở thành cổ Quảng Trị. Trước khi đi thì Long đã ước hẹn với một cô gái trong làng, cô này đưa cho Long một cái kẹp như lời hứa sẽ trùng phùng, nhưng mà tiếc là sẽ không bao giờ có cuộc hội ngộ nào cả, tại vì Long đã hy sinh trên chiến trường. Mối tình của hai người được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Kẻ Lãng Mạn Đi Qua của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải. Nhưng mà không chỉ riêng Long hay là những nhân vật trong Kẻ Lãng Mạn Đi Qua, mà đã có rất nhiều cặp đôi trai gái hẹn ước nhưng mà không thành vào thời chiến. Người ra đi thì không biết, còn người ở lại thì mãi nhớ một hình bóng không bao giờ về. Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Để đi được tới thành cổ thì bắt buộc phải vượt qua dòng sông Thạch Hãn, và tất nhiên là địch cũng biết điều này nên đã liên tục dội bom xuống dòng sông. Con sông Thạch Hãn là nơi đã chứng kiến những tuổi 20 thành sóng nước. Cả đại đội của Hoàng Thành Thăng Long có 107 người, nhưng mà sau khi qua sông chỉ còn 49. Long mặc dù đã sẵn sàng hy sinh vì đất nước, thậm chí còn chuẩn bị cho cái chết của mình bằng những câu nói vu vơ là sau khi chết hãy chôn tới cùng cây đàn, nhưng mà khi thực sự chứng kiến mưa bom bão đạn của chiến tranh, Long vẫn run sợ và muốn bỏ cuộc, để rồi do quá hoảng loạn mà vì pháo mà hy sinh. Đại đội chỉ còn 48 người, dù sao thì Long cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi, độ tuổi mà đáng nhẽ ra vẫn còn đi học và chỉ chập chững khám phá thế giới thì lại ở đây mà cầm súng vào chiến đấu. Thành thì vốn dĩ là người lạc quan vui vẻ nhất trong cả bốn, nhưng mà khi trải nghiệm sự khốc liệt của chiến tranh đã trở nên trầm tính hẳn, còn viết sẵn di ngôn để lại cho mẹ. Nhưng mà kể cả thế thì Thành vẫn không rời khỏi chiến trường. Trong phân cảnh khi mà súng hết đạn nhưng mà địch vẫn liên tục tràn lên, Thành lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể xông lên với lưỡi lê ngăn chặn tên lính ngụy rồi cũng hy sinh ngay tại chỗ. Bức thư viết xong còn chưa kịp gửi, trước khi đi thì cũng chỉ có thể hét lên là mẹ ơi. Thăng cũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ nối lại đường dây liên lạc bị đứt. Bốn người đi nhưng mà ngày trở về chỉ còn một. Hoàng là người duy nhất còn sống sót nhưng mà cũng phải chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Bên cạnh Hoàng Thành Thăng Long thì vẫn còn vô vàn những người lính khác không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng mà họ đều làm nên đất nước. Mặc dù chiến tranh rất khốc liệt và chuyện nay sống mai chết là bình thường, nhưng mà những người lính này vẫn rất lạc quan. Kết thúc trận dội bom của địch, họ lại cùng nhau ngồi xuống tụ tập. Thành đóng giả thị mầu rồi diễn sướng. Nhìn qua khung cảnh này thì không ai nghĩ được là họ vừa trải qua một trận chiến tàn khốc hủy diệt, một cái sự lạc quan hiếm có trước khi đợt tấn công tiếp theo của địch lại bắt đầu. Càng về cuối phim thì những trận mưa bom bão đạn ngày càng nhiều hơn, và có vẻ thì Nixon đã bắt đầu hiểu tiếng Anh, nên là để gây sức ép cho đoàn phái viên của Việt Nam tại hội nghị Paris, Mỹ đã liên tục chạy đua vũ trang, biến thành cổ Quảng Trị thành cối xay thịt người theo đúng nghĩa đen. Còn nhớ là ở đầu phim khi chuẩn bị nhập ngũ thì Hoàng Thành Thăng Long đã cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm với một tượng cô gái đang đọc sách. Cái chi tiết này được biên kịch Hoàng Nhuận Cầm lấy cảm hứng từ một tấm ảnh thật cùng truyện ngắn Bức Tượng dài 3 trang do biên kịch Đoàn Tuấn tặng cho ông. Người duy nhất còn sống sau này trở về trong số 4 người trong ảnh cũng chính là Đoàn Tuấn. Linh hồn của bức tượng cô gái đã theo chân Hoàng Thành Thăng Long trên con đường ra chiến trường. Biên kịch Hoàng Nhuận Cầm còn sử dụng bức tượng để ẩn ý cho cái chết của từng người. Ví dụ như là khi Long trúng phải pháo của địch rồi hy sinh thì ngay cảnh sau, bức tượng người thiếu nữ đã khóc ra máu, nhuộm đỏ chiếc cài tóc và chiếc khăn tay in trắng chữ kỷ niệm 1971 mà cô gái đã tặng cho Long. Còn Thăng thì người đảm nhận vai trò lính thông tin, khi hy sinh thì bức tượng chuyển sang rỉ máu ở ngực nơi mà giặc đã bắn, và những giọt máu đó đã rơi vào quyển sổ nhật ký của Thăng. Về sau thì chính bức tượng cũng hóa vong để báo tin cho người thân của Thành. Cái đoạn đấy xem cũng khá là sợ đấy, không biết là đang xem phim lịch sử hay là phim kinh dị. Ngoài ra thì nhật ký mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cũng được tái hiện lại thông qua nhân vật Thăng, từ quyển nhật ký cho đến lời tiên tri về ngày thắng lợi sẽ đến vào tháng 4. Dự định ban đầu của bên kịch Hoàng Nhuận Cầm và hãng phim truyện Việt Nam là chuyển thể nhật ký tuổi 20, nhưng mà trong quá trình lên kịch bản thì bên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã thay đổi ý định, bởi vì ngoài nhật ký tuổi 20 thì vẫn còn nhật ký Đặng Thùy Trâm, thư của Hoàng Kim Giao và nhật ký của Hoàng Thượng Lân. Mỗi cái đều có một cái hay riêng và kể về những số phận khác nhau. Trong số cả triệu thanh thiếu niên thời chiến thì ai cũng viết nhật ký, vì vậy bên kịch Hoàng Nhuận Cầm muốn tạo ra bộ phim có thể đại diện cho tất cả những thanh thiếu niên bấy giờ, cũng như là một lời tri ân dành đến tất cả họ. Cái tên Mùi Cỏ Cháy cũng xuất phát từ bài thơ Khúc 7 của nhà thơ Thanh Thảo. Cho những cái tín đồ mà đến tiết văn là ngủ thì Thanh Thảo cũng là tác giả của bài đàn guitar của Loca đã học từ cấp 2. Đấy là cái hồi mà lúc sách giáo khoa chưa đổi mới. 18-20 như sắc cỏ, dày như cỏ, yếu mềm và mãnh liệt như cỏ, cơn gió lạ một chiều không rõ rệt, hoa chuẩn bị âm thầm trong đất, nơi đó mùa xuân nhất định sẽ bùng lên. Hơn một điều bất chợt, chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc cỏ sắc mà ấm quá, phải không em? Và những lời thơ này đã kết thúc video phân tích tại đây. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.